Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Châu. Thì nói đến Google Dịch chắc không còn xa lạ với ai nữa. Tuy nhiên, nói đến dùng trí tuệ nhân tạo để dịch ngôn ngữ thì không phải ai cũng biết, phải không nào? Và đó chính là lý do của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng ChatGPT để dịch văn bản thay vì sử dụng Google Dịch như thường lệ. ChatGPT sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp kết quả dịch được chính xác hơn và tự nhiên hơn. Với ChatGPT, chúng ta có thể dịch văn bản ngay trên trình duyệt web mà không cần cài đặt bất cứ phần mềm nào, giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, ChatGPT cũng hỗ trợ dịch nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hãy cùng mình trải nghiệm những lợi ích của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc dịch văn bản này nhé. Rồi thì đầu tiên chúng ta muốn dịch bằng ChatGPT thì chúng ta phải mở cái trình duyệt web và đăng nhập cái tài khoản vào ha. Ví dụ mình đây mình mở Firefox thì đây là cái tài khoản của mình đã đăng nhập rồi. Thì khi đăng nhập xong thì nó sẽ ra giao diện như vậy. Đó. Thì để dịch được ngôn ngữ trên này á thì chúng ta phải có cái ngôn ngữ gốc và cái ngôn ngữ đích chúng ta khai thì nó mới dịch được. Ví dụ ngôn ngữ gốc là của mình là tiếng Việt và ngôn ngữ đích của mình là tiếng Anh. Ví dụ ở đây ví dụ cụ thể ha. Ví dụ bây giờ mình chào nó một cái đi. Xin chào. Xin chào, tôi là ChatGPT, bạn cần tôi giúp gì? Rồi bắt đầu mình dịch. Xong mà đóng mở ngoặc kép đi. Hãy đăng ký kênh YouTube Đinh Châu. Sang tiếng Anh. Đấy, chúng ta xem nó dịch này. Hãy đăng ký kênh YouTube Đinh Châu. Có thể được dịch sang tiếng Anh là Please subscribe to Đinh Châu YouTube channel. Đấy, cũng khá là chính xác. Rồi, ví dụ thứ hai. Mình dịch sang một ngôn ngữ khác ha. Thay vì tiếng Anh, bây giờ mình copy cái dòng này. Bây giờ mình cho nó dịch sang ví dụ như là tiếng tiếng Hàn Quốc. Đấy. Enter. Hãy đăng ký kênh YouTube Đinh Châu có thể được dịch sang tiếng Hàn Quốc là đó. Thì tiếng Hàn Quốc mình không biết gì hết. Cho nên là bây giờ mình muốn xác minh là nó đúng hay không, nó phù hợp không, mình sẽ copy cái này ha, mình vào Google Dịch mình hỏi lại xem. Sao chép đi vào cái Google Dịch đi. Đây Google Dịch. Dịch phát hiện ngôn ngữ sang tiếng Việt đi. Đấy, hãy đăng ký kênh YouTube của Đinh Châu. Đinh Châu ở đây nó ghi Đinh Châu. Đấy, nó cũng tương đối là chính xác. Rồi. Bây giờ mình hỏi nó một cái khác. Ví dụ như bây giờ mình sang một ngôn ngữ khác này đây ha. Ví dụ như cùng câu này đi. Mà bây giờ mình sang tiếng Nga đi. Enter. Hãy ký kênh YouTube Đinh Châu có thể được dịch sang tiếng Nga là đấy, nó dịch ra được hết luôn. Mình sao chép cái này mình không biết tiếng Nga, mình sao chép cái này mình hỏi Google dịch thôi coi nó đúng không. Đó, nó cũng y vậy đấy. Rồi bây giờ mình giả sử như mình có một cái đoạn văn. Đây mình
mình tìm một cái đoạn văn, ví dụ cái bài văn này đi, copy copy cho nhanh, đánh cái này lâu lắm rồi, sao chép này. Bây giờ mình hỏi nó, bây giờ mình nói nó trả lời. Dịch mở ngoặc đi rồi bết cái này vào đó, đóng ngoặc lại. Sang tiếng Việt, tiếng Việt là đích, Việt Nam, rồi xem nó dịch như thế nào. Nó suy nghĩ đó, nó đang suy nghĩ. Nó nghèo hay hay giàu? À, một ngày nọ một ông bố giàu có đưa con trai đi du lịch đến một ngôi làng nghèo. Đấy. Đó. Chúng ta thấy là nó dịch kể cả mình đưa cả đoạn văn vào thì nó vẫn dịch bình thường. Đó. Nó rất là thông minh. Cho nên ở đây chúng ta có thể là ứng dụng để chúng ta dịch đoạn văn rất là ok. Đó, thì khi chúng ta yêu cầu nó dịch một đoạn văn từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đó, từ tiếng Anh này sang tiếng Việt thì nó cũng dịch rất là ok. Rất chi là xịn sò phải không các bạn? Việc dịch đã có chat GPT lo, việc của mình chỉ copy và sử dụng thôi. Mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với chat GPT nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật video mới từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.